Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Chia sẻ dài của Vĩnh Thụy trên trang cá nhân nhận được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Vĩnh Thụy bất ngờ chia sẻ một dòng trạng thái khá dài, bày tỏ những suy nghĩ về cuộc sống hiện tại. Vĩnh Thụy tâm sự rằng đôi khi cuộc sống ồn ào cũng cần một khoảng lặng để soi chiếu chính mình, ngẫm lại những điều đã qua và sắp đến. Không khó để nhận ra, trong dòng trạng thái của mình, Vĩnh Thụy bày tỏ những băn khoăn trong cuộc sống khi không biết nên làm gì ở thời điểm hiện tại. Những chiêm nghiệm cuộc đời của Vĩnh Thụy thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Có nhiều khi bạn lạc vào những nốt trầm nào đó của cuộc sống, nó cũng hay và có khi lại thật thú vị. Cuộc sống giống như một bản nhạc, đôi khi bạn cũng cần phải có những nốt trầm để soi chiếu bản thân và ngẫm ra những thứ thú vị. Nhiều lúc ta cứ chạy theo nhịp sống hối hả mà quên nhìn lại bản thân mình. Đôi lúc ta cũng cần có một không gian tĩnh lặng để nhìn về những thứ đã qua và ngẫm những thứ đang chờ đợi ta ở phía trước. Ai cũng có những hoài bão, những ước mơ trong cuộc đời, cũng không ngừng băn khoăn và tự vấn rằng, ta sẽ đi về đâu? Cuộc sống của ta sẽ như thế nào? Những người bên cạnh ta là ai? Và điều gì sẽ làm ta hạnh phúc? Gia đình, sự nghiệp, tình yêu, tình bạn, tiền tài và danh vọng, đâu là điều ta ưu tiên vào lúc này? Những câu hỏi tưởng chừng thật đơn giản với ai đó, nhưng cũng có người mất gần cả một đời chỉ để tìm kiếm được một câu trả lời. Giờ đây tôi biết tôi muốn gì và cần gì, nhưng tôi lại không biết phải làm sao, Vĩnh Thụy chia sẻ. Cách đây không lâu, cư dân mạng bất ngờ chia sẻ hình ảnh Hoàng Thùy Linh tình cũ của Vĩnh Thụy thân mật cùng Diệu Lê giữa tin đồn hẹn hò đồng giới. Mặc dù đã lên tiếng phủ nhận, nhưng những hình ảnh thân mật của cả hai vẫn khiến người hâm mộ không khỏi nghi vấn. Nhiều người cho rằng có vẻ như tâm trạng của Vĩnh Thụy đã bị ảnh hưởng từ tin đồn hẹn hò của bạn gái cũ. Nhưng có không ít người lại khẳng định chia sẻ của Vĩnh Thụy chẳng liên quan gì tới Hoàng Thùy Linh bởi cả hai đã chia tay từ khá lâu. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.